đến từ khoa ngoại thần kinh cột sống của bệnh viện Đại học Y Hà Nội về cập nhật phân loại chấn thương cột sống ngực, thắt lưng theo hệ thống Telic cải tiến. Xin mời bác sĩ Sơn. Vâng. Kính thưa thầy Thành, kính thưa các quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Em xin đại diện cho nhóm nghiên cứu để báo cáo cập nhật phân loại chấn thương cột sống ngực, thắt lưng theo hệ thống Telic cải tiến. Thì như chúng ta đã biết là chấn thương cột sống là một cái bệnh lý mà phổ biến rất hay gặp, và 80% những cái trường hợp chấn thương thì gặp ở vị trí vùng cột sống ngực và thắt lưng. Đã có rất nhiều những cái bảng phân loại được đưa ra nhằm mục đích để đánh giá được tổn thương và cũng như định hướng giúp cho phẫu thuật viên có cái chỉ định điều trị cho bệnh nhân. Những phân loại phổ biến nhất được biết đến, thứ nhất là phân loại của Dennis, được đưa ra vào năm 1983 theo lý thuyết ba trục là nền tảng hệ thống phân loại cho phẫu thuật chấn thương cột sống của vùng ngực và thắt lưng. Dennis đã đưa ra khái niệm về mất vững của cột sống. Mất vững được định nghĩa là sự tổn thương của trục giữa hoặc là hai trong ba trục của cột sống. Khi mà tổn thương cột sống mất vững thì sẽ có chỉ định về phẫu thuật. Tuy nhiên là hệ thống phân loại Dennis thì có những cái nhược điểm, ví dụ như là không đủ chi tiết để phân loại được tất cả những các loại tổn thương. Cái độ tin cậy thì còn thấp, không đánh giá được những cái tổn thương dạng quá gấp hoặc là quá duỗi, không đánh giá được những cái tổn thương về tình trạng thần kinh của bệnh nhân, cũng như không đánh giá được phức hợp dây chằng phía sau. Chính vì thế sau đó thì phân loại Maxen đã đưa ra một cái phân loại vào năm 1994 là phân loại AO để đánh giá những cái tổn thương nó được chi tiết hơn. Với cái bảng đánh giá AO thì đưa phân loại chấn thương cột sống thành ra rất nhiều những cái hình thái khác nhau, bao gồm 53 hình thái tổn thương khác nhau. Tuy nhiên là nhược điểm của phân loại này là chính vì tổn thương phân loại rất là chi tiết, thế nên là nó quá là phức tạp, gây khó khăn trong quá trình phân loại trong thực hành lâm sàng. Hơn nữa là cái mức độ tin cậy của nó rất là thấp, chỉ chiếm khoảng 67% sự đồng thuận giữa các phẫu thuật viên ở các cái tổn thương lớn, và đánh giá ở những cái tổn thương dưới nhóm thì cái mức độ đồng thuận giữa các phẫu thuật viên còn thấp hơn. Bảng phân loại này thì cũng không đánh giá được chi tiết những cái tổn thương của phức hợp dây chằng phía sau trên cộng từ, cũng như không đánh giá được cái tình trạng thần kinh của bệnh nhân. Chính vì những cái hạn chế của các cái bảng phân loại trước, hạn chế quá đơn giản hoặc là quá phức tạp, không đề cập đến những cái tầm quan trọng của phức hợp dây chằng phía sau và tổn thương thần kinh, cũng như không đưa ra được những cái hướng dẫn điều trị cho phẫu thuật viên. Chính vì vậy mà Vaccaro đã đưa ra một cái bảng phân loại được gọi là bảng phân loại Telic, được sản xuất vào năm 1995. Bảng phân loại Telic bao gồm đánh giá qua 3 yếu tố: một là về hình thái, thứ hai là tổn thương của dây chằng, hệ thống dây chằng phía sau, và thứ ba là đánh giá về tình trạng thần kinh của bệnh nhân. Mỗi một yếu tố thì được đánh giá độc lập và được chấm điểm từ, với hình thái được chấm điểm từ 1 cho đến 4. Tính nguyên vẹn của hệ thống dây chằng phía sau được đánh giá từ 0 đến 3 điểm, và mức độ tổn thương thần kinh được đánh giá từ 0 cho đến 3 điểm. Bảng phân loại Telic thì đưa ra được những cái dự đoán phẫu thuật cho phẫu thuật viên. Nếu trong trường hợp Telic từ 0 cho đến 3 điểm thì điều trị bảo tồn, không có chỉ định mổ. Trên 4 điểm thì sẽ có chỉ định phẫu thuật. Còn Telic 4 điểm thì việc mổ hay không mổ sẽ lựa chọn phụ thuộc vào kinh nghiệm của phẫu thuật viên. Về hình thái thì bảng Telic chia hình thái ra làm 4 dạng, là dạng vỡ nén, vỡ vụn, vỡ chật xoay và vỡ rời, gãy rời. Còn về phức hợp dây chằng phía sau thì phức hợp dây chằng phía sau được cấu thành bởi 4 thành phần là dây chằng trên gai, dây chằng liên gai, bao khớp và dây chằng vàng. Tổn thương của một trong các thành phần này sẽ làm tổn thương của dây chằng, phức hợp dây chằng phía sau. Phức hợp dây chằng phía sau thì có các đặc điểm tổn thương gián tiếp trên các lớp vi tính, ví dụ như là rộng khoảng gian gai hoặc là gãy rời, gãy ngang gai sau của các cái diện khớp rộng hoặc là chật khớp, thân đốt sống chật hoặc là xoay. Cộng hưởng từ thì đánh giá phức hợp dây chằng phía sau sẽ tốt hơn nhiều. Trên cộng hưởng từ thì sẽ có hình ảnh là mất hình ảnh, giảm tín hiệu của dây chằng vàng hoặc dây chằng trên gai trên xung T1 hoặc xung T2. Trong những trường hợp nghi ngờ, đấy là những trường hợp có hình ảnh phù nề của dây chằng nhưng không có hình ảnh đứt rời rõ ràng, hoặc là những trường hợp tăng tín hiệu của dây chằng gian gai hoặc là diện khớp
trên T2 hoặc trên STEER. Về ưu điểm của phân loại T-LICS, bảng phân loại T-LICS thì khá là ngắn gọn và dễ được áp dụng trên lâm sàng. Bảng đánh giá được mức độ tổn thương thần kinh của bệnh nhân và tiên lượng được khả năng phẫu thuật. Kèm theo đó thì phân loại T-LICS còn giúp cho phẫu thuật viên đưa ra được những cái lựa chọn về đường mổ thông qua những cái tổn thương của thần kinh và tổn thương của phức hợp dây chằng phía sau. Những trường hợp có thể mổ đường sau hoặc mổ đường trước hoặc phối hợp cả hai đường trước và sau. Tuy nhiên là bảng T-LICS cũng có một vài những cái hạn chế. Ví dụ thứ nhất, hạn chế về đánh giá những cái tổn thương vỡ vụn. Ở đây thì trong bảng phân loại T-LICS, vỡ vụn thì được chấm là 2 điểm. Tuy nhiên theo quan điểm của Dennis thì tất cả những cái vỡ vụn đều là vỡ mất vững, bởi vì có vỡ của từ trục trước và trục giữa. Nên theo quan điểm của Dennis thì tất cả những cái vỡ vụn thì đều có chỉ định phẫu thuật. Thứ hai nữa là 20% các cái trường hợp vỡ vụn có tổn thương thần kinh tiến triển trong quá trình theo dõi. McAfee thì đã đề cập đến một cái nhóm được gọi là nhóm vỡ vụn gây mất vững cuộc sống. Đấy là những cái trường hợp mà bệnh nhân có đau tăng, có tổn thương thần kinh tăng và tăng góc gù trong những trường hợp theo dõi nếu không được phẫu thuật. Nhóm vỡ vụn gây mất vững thì bao gồm những trường hợp là gãy vụn kèm theo tổn thương của ba trục, hoặc là kèm theo góc gù thân trên 20 độ, hoặc kèm xẹp thân đốt sống trên 40%, hoặc là kèm theo hẹp ống sống trên 50%. Những cái trường hợp này thì McAfee đề nghị là phẫu thuật. Tiếp theo nữa, mặt hạn chế thứ hai của bảng phân loại T-LICS là đánh giá về hệ thống dây chằng phía sau. Tất cả những cái trường hợp nghi ngờ trên cộng hưởng từ thì đều được chấm về 2 điểm. Trong khi đó thì tổng điểm là từ 4 điểm trở lên thì đã có chỉ định phẫu thuật. Vì vậy nên là thang điểm này thì hướng đến cái việc có lợi về mặt phẫu thuật. Tiếp theo nữa là cái tổn thương của hệ thống dây chằng phía sau thì bao gồm, người ta đang nghiên cứu được là nó sẽ bao gồm sự tuần tự theo những cái mức độ tác động tổn thương tăng lên, bao gồm từ diện khớp cho đến dây chằng gian gai, đến dây chằng trên gai và dây chằng vàng. Một tổn thương diện khớp và phù nề của dây chằng gian gai thì vẫn được coi là tổn thương còn vững của dây chằng phía sau. Còn một tổn thương đứt dây chằng vàng hoặc là dây chằng trên gai thì được coi là tổn thương mất vững của hệ thống dây chằng phía sau. Chính vì vậy mà đến năm 2016 thì một nhóm các nhà nghiên cứu của Hàn Quốc đã đưa ra một cái bảng thang điểm cải tiến của thang điểm T-LICS. Ở bảng thang điểm này thì người đã chia ra chi tiết hóa hơn về những cái hình thái tổn thương và những cái tổn thương của phức hợp dây chằng phía sau. Về hình thái thì những cái tổn thương vỡ nén có giảm chiều cao thân đốt sống trên 50 điểm sẽ được tính là 2 điểm. Những trường hợp vỡ vụn có giảm thân đốt sống dưới 50% hoặc và kèm theo có hẹp ống sống dưới 50% sẽ tính 2 điểm. Với những trường hợp vỡ vụn mà có chiều cao thân đốt sống trên 50% hoặc là chèn ép ống sống trên 50% sẽ được tính là 3 điểm. Thứ hai, về tổn thương của dây chằng thì sẽ chia chi tiết hóa hơn. Với những cái tổn thương phần mềm được đánh giá trên cộng từ thì sẽ chỉ tính là 1 điểm. Còn những cái tổn thương cấu trúc xương của diện khớp và của gái sau thì sẽ được tính là 2 điểm. Ở đây có một vài những cái ví dụ về phân loại theo T-LICS cải tiến. Trường hợp thứ nhất là một trường hợp gãy nén của thân đốt sống L1, chiều cao thân đốt sống còn trên 50%, không có tổn thương của dây chằng phía sau, không có tổn thương thần kinh. Ở trường hợp này thì điểm T-LICS và M-T-LICS đều là 1 điểm. Trường hợp tiếp theo là một trường hợp tổn thương vỡ vụn T12, không có tổn thương thần kinh, không có tổn thương của dây chằng phía sau. Trường hợp này thì T-LICS và M-T-LICS đều chấm là 2 điểm. Một trường hợp bệnh nhân nam 62 tuổi, đau cổ sống thắt lưng sau ngã cao. Trường hợp này bệnh nhân không có biểu hiện tổn thương thần kinh. Trên thang điểm T-LICS thì sẽ chấm là một trường hợp vỡ vụn và có tổn thương của dây chằng, nghi ngờ có tổn thương dây chằng. Tổng điểm là 4 điểm. Còn trên thang điểm M-T-LICS thì trường hợp này với chiều cao của thân đốt sống giảm trên 50% thì sẽ được tính là 3 điểm và tổn thương của dây chằng phía sau là 2 điểm, tổng thể là 5 điểm. Với trường hợp này thì bệnh nhân có chỉ định về phẫu thuật. Tiếp theo nữa, tương tự, một trường hợp nữ 52 tuổi, đau cổ sống thắt lưng sau tai nạn, không có biểu hiện tổn thương thần kinh. Với T-LICS sẽ chấm là 2 điểm, bao gồm 2 điểm. T-LICS là 4 điểm, bao gồm 2 điểm gãy vụn và 2 điểm của tổn thương dây chằng. Trong khi tổn thương của M-T-LICS sẽ là 5 điểm. Trường hợp này cũng chỉ định phẫu thuật.
Một trường hợp khác là một trường hợp vỡ vụn kèm theo có tổn thương đứt của dây chằng phía sau. Trên cộng hưởng từ ở trên các lớp vi tính thì chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh đứt của dây chằng gian gai, có tổn thương rách của gãy của gai sau của hai đốt sống liền kề. Trường này Tilik sẽ là 5 điểm và em Tilik sẽ là 6 điểm. Trường này thì đều có chỉ định phẫu thuật. Tiếp theo nữa, một trường hợp nam 18 tuổi, tai nạn lao động ngã cao, giáo cao 3 mét với tổn thương thần kinh ACAB. Trường hợp này đánh giá là một cái tổn thương gãy chật được 3 điểm, tổn thương thần kinh là 3 điểm và đứt dây chằng phía sau 3 điểm. Tổng điểm Tilik và em Tilik đều là 9 điểm. Tiếp theo nữa có một trường hợp gãy vụn thân đốt sống gây xẹp trên 50% thân đốt kèm theo chèn ép ống sống trên 50% và có đứt của dây chằng vàng, phù nề tổn thương của dây chằng gian gai. Trường này Tilik là 5 điểm và em Tilik là 6 điểm, có chỉ định phẫu thuật. Về những trường hợp tổn thương chật xoay và những cái tổn thương đứt rời thì Tilik và em Tilik đều tương tự nhau. Qua những cái ví dụ trên thì các ta có thể thấy là em Tilik thì cải thiện được một số những thiếu sót của hệ thống phân loại Tilik, nhất là những cái trường hợp mà mức ranh giới ở 4 điểm. Việc chia nhỏ điểm đánh giá chi tiết hơn về dạng vỡ vụn và những tổn thương của dây chằng dọc sau thì giúp cho việc quyết định phẫu thuật được chính xác hơn. Tuy nhiên còn một số những cái hạn chế của điểm thang điểm Tilik và em Tilik, đó là chưa đánh giá được những cái trường hợp vỡ vụn mất vững mà không có tổn thương thần kinh và không có tổn thương dây chằng. Những trường hợp này thì Tilik chấm là 2 điểm. Trong những cái trường hợp này thì kinh nghiệm là sẽ phẫu thuật theo những cái tiêu chuẩn McAfee đã được đề cập ở trên. Đây là một cái ví dụ về em Tilik 2 điểm. Một trường hợp nam 36 tuổi, chấn thương vỡ L2 kiểu vỡ vụn, không có tổn thương thần kinh. Tuy nhiên là chiều cao của thân đốt sống đã giảm 55%, chèn ép ống sống khoảng 47%, không có tổn thương của dây chằng dọc sau. Với thang điểm Tilik sẽ chấm là 2 điểm gãy vụn, còn thang điểm em Tilik sẽ chấm là 3 điểm. Trong hai thang điểm này thì đều không có chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên nếu tính theo tiêu chuẩn của McAfee thì trường hợp này có chỉ định mổ và bệnh nhân đã được phẫu thuật cố định cuộc sống và giải ép. Có một cái bảng phân loại nữa đề cập được dành cho những cái bệnh nhân loãng xương có chấn thương cột sống dựa vào phân loại của AO. Trong cái bảng phân loại này thì chia làm 5 mức độ và với mức độ 1, 2 thì sẽ có điều trị bảo tồn. Mức độ 3 thì cân nhắc điều trị bảo tồn hoặc là phẫu thuật. Với mức độ 4 và 5 thì sẽ có chỉ định phẫu thuật. Có thể chỉ định phẫu thuật dựa theo những cái tiêu chuẩn ngoài phân loại theo hình dạng thì còn có thể dựa vào những cái tiêu chuẩn về độ loãng xương, với mức độ tổn thương tiến triển hoặc là mức độ đau tổn thương thần kinh của bệnh nhân để chấm điểm. Trong cái bảng điểm này thì nếu trong trường hợp bệnh nhân từ 0 cho đến 5 điểm thì sẽ không có chỉ định phẫu thuật, 6 điểm thì cân nhắc phẫu thuật và trên 6 điểm thì sẽ có chỉ định phẫu thuật. Tổng kết lại thì thang điểm Tilik và thang điểm em Tilik hiệu quả trong thực hành lâm sàng, giúp cho phẫu thuật viên đưa ra được cái kế hoạch điều trị cho bệnh nhân. Em Tilik thì giúp cải thiện những cái thiếu sót của thang điểm Tilik, nhất là các cái trường hợp vỡ vụn và đánh giá chi tiết hơn được những cái tổn thương của phức hợp dây chằng phía sau. Tuy nhiên thì hai bảng điểm còn hạn chế trong một số những cái trường hợp đặc biệt. Chính vì vậy phẫu thuật thì còn phụ thuộc vào những cái tình trạng của bệnh nhân và kinh nghiệm của phẫu thuật viên. Bài trình bày của em đến đây là hết. Em xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Sơn. Xin mời các quý đồng nghiệp và các đầu cầu có thể đặt câu hỏi cho bác sĩ Sơn và tiến sĩ Vũ. Đó. Như vậy là chúng ta thấy là mỗi cái phân loại nào nó cũng đều có cái ưu nhược điểm của nó, đúng không ạ? Đặc biệt là với cái phân loại Tilik này thì theo thầy Vũ là chúng ta đặc biệt cần phải tìm cái tổn thương của cái phức hợp dây chằng phía sau, đúng không ạ? Thì có phải dựa nhiều vào cộng từ quá hay không? Kính chào thầy Thành, kính thưa thầy Thành và quý vị đồng nghiệp và các đầu cầu. Đúng như thầy Thành nói là mỗi một cái phân loại đưa ra thì nó đều có ưu nhược điểm nhất định. Chính vì vậy mà các cái phân loại thì cũng được phối hợp với nhau để trong thực tế lâm sàng. Cái nhược điểm của Tilik là chúng ta bắt buộc phải có cộng hưởng từ và phải có cộng hưởng từ chúng ta mới đánh giá được. Chính vì vậy mà ở thực tế ở rất nhiều các cơ sở thì cái thuyết ba trục của Dennis và phân loại của Dennis vẫn là cái hữu dụng nhất.
Tuy nhiên là với những cái trường hợp mà chúng ta lăn tăn giữa là can thiệp phẫu thuật hay không phẫu thuật thì chụp cộng từ đánh giá thì để áp dụng theo phân loại Telic thì vẫn là một cái ưu việt hơn cả. Vì chúng ta đều biết là có rất nhiều những cái trường hợp mà sau cái chấn thương thì sau khoảng 2 tuần, 4 tuần sau thì chúng ta có những cái tổn thương mà nó thứ phát nó xảy ra do là mất vững mà chúng ta không đánh giá được cái khối dây chằng ở phía sau. Và cái MTLIC được nhắc đến ngày hôm nay cũng nhằm cái mục đích là làm rõ thêm một cái khi cái điểm TLIC là 4 điểm thì rất nhiều cái phân vân và rất nhiều câu hỏi đặt ra là vậy thì 4 điểm đó thì khi nào mổ hay là khi nào không mổ, thì cái phân loại của MTLIC năm 2016 của các tác giả Hàn Quốc cũng làm rõ thêm điều đó. Tuy nhiên là dù là cái phân loại nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng đều phải phụ thuộc vào cái lâm sàng trực tiếp của người bệnh cũng như là cái điều kiện thực tế ở cơ sở y tế của mình để đưa ra cái chẩn đoán sớm nhất cho bệnh nhân. Xin hết ạ. Và như vậy cái MTLIC là nó đã giải quyết được cái phần ở 4 điểm đó, cái phần trung dung một phần đó. Nhưng tuy nhiên là trong một số trường hợp là như nãy bác sĩ Sơn có trình bày ra 3 điểm vẫn có chỉ định mổ đúng không? Đấy. Vậy thì trong trường hợp ấy thì chúng ta nên dựa vào những cái phân loại nào bổ sung không? Đấy, có thể là phối hợp hai phân loại cùng lúc được không? Hoàn toàn có thể được ạ. Chúng ta có một cái phân loại của McAfee như bác sĩ Sơn cũng vừa đã trình bày, và có thêm một cái phân loại nữa, đấy là phân loại AO của năm 2013. Tuy nhiên là cái phân loại AO thì nó tương đối là phức tạp và nó còn liên quan đến đánh giá về cấu trúc giải phẫu, đánh giá về độ gù vẹo cũng như là đánh giá về mặt tổn thương thần kinh. Thì chính cái phần trình bày của bác sĩ Sơn mà có trường hợp 3 điểm cũng can thiệp phẫu thuật thì nó liên quan đến cái tổn thương thần kinh. Chính vì vậy mà chúng ta có rất nhiều những cái phân loại để phối hợp, và ở đây thì đang nói đến cái thông dụng của cái Dennis và cái Tilik. Còn nếu mà những trường hợp khó thì chúng ta sẽ dựa thêm một cái phân loại nữa, đấy là phân loại của AO năm 2013 để chúng ta phối hợp điều trị ạ. Vâng, cảm ơn thầy Vũ. Nếu các quý đồng nghiệp ở các điểm cầu không còn câu hỏi nào khác